Kinh Chiến Thắng Ujjayi Suttam. Trong lúc đang bước đi, hoặc đang đứng, đã ngồi xuống, hoặc đang nằm, người ta co lại, duỗi ra các khớp nối. Việc ấy là cử động của thân, được nối liền bởi xương và gân, được bó chặt bởi da và thịt. Thân xác được che phủ bởi lớp da không được nhìn thấy đúng theo bản thể thật. Thân xác được chất đầy bởi ruột, được chất đầy bởi dạ dày, bởi lá gan, bởi bàng quang, bởi tim, bởi phổi, bởi thận và bởi lá lách, bởi nước mũi, bởi nước miếng, bởi mồ hôi và bởi mỡ, bởi máu, bởi nước ở khớp xương, bởi mật và bởi huyết tương. Rồi chất dơ luôn luôn trào ra từ 9 dòng chảy của thân xác này. Chất dơ của mắt từ mắt, chất dơ của tai từ tai, và nước mũi từ mũi, có lúc mật và đàm ói ra từ miệng, mồ hôi và cáu bẩn tiết ra từ thân. Rồi cái đầu trống rỗng của thân xác này được chứa đầy bởi não bộ, bị lèo lái bởi vô minh, kẻ ngu nghĩ rằng nó là đẹp đẽ. Và khi nào kẻ ấy đã chết, nằm xuống, trương lên, đổi màu xanh tím, bị liệng bỏ ở bãi tha ma, các thân quyến còn không đoái hoài. Các con chó, dã can, chó sói và giỏi bọ ngấu nghiến, các con quạ và diều hâu rỉa rói, và có các loài sinh vật khác nữa, sau khi lắng nghe lời dạy của Đức Phật, ở đây vị đi khiêu hành thành tựu tuệ. Thật vậy, vị ấy biết toàn diện về thân xác này, bởi vì vị ấy nhìn thấy đúng theo bản thể thật. Cái này như thế nào? Cái kia như thế ấy? Cái kia như thế nào? Cái này như thế ấy? Nên liệt khỏi lòng mong muốn ở thân xác, bên trong và bên ngoài. Đã đánh xa lòng mong muốn và luyến ái, ở đây vị đi khiêu ấy thành tựu tuệ, đã đạt đến bất tử, an tịnh, vị thế niết bàn, bất hoại. Thân xác có hai chân này, không sạch sẽ, có mùi hôi, lại được săn sóc. Nó tràn đầy chất thối rữa, đang rỉ nước từ nơi kia, nơi nọ. Với thân xác như thế này, kẻ nào có thể nghĩ đến để kiêu hãnh, hoặc có thể khinh rẻ người khác? Điều gì đối với kẻ ấy ngoài việc không nhìn thấy? Dứt Kinh Chiến Thắng Ujjayi Suttam Nittitam.